Trong lịch sử chính chúa 13 vua nhà Nguyễn, vua Thiệu Trì là người có hoàn cảnh kém may mắn. Mẹ mất sau khi sinh nhà vua được 13 ngày. Ông lớn lên trong sự dạy dỗ và yêu thương của ông bà nội là vua Gia Long và Thuần Thiên Cao Hoàng hậu. Nỗi niềm khao khát tình thương của mẹ được vua Thiệu Trì thể hiện rất đặc biệt qua ngôi lăng mộ mà ông xây dựng cho mẹ mình, Lăng Hiệu Đông. Lăng Hiệu Đông nằm ở địa bàn thôn Cư Chảnh 2, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy và thuộc quần thể Không Gian cùng với Lăng Thiệu Trì. Có lẽ vì khuất sâu bên trong nên ít người biết đến Lăng Hiệu Đông. Với các giảng viên trường Đại học Nghệ thuật Huế, nghiên cứu di sản kiến trúc cung đình Nguyễn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao kiến thức, phục vụ tốt công tác giảng dạy, đồng thời vận dụng trong sáng tác mỹ thuật. Đây lỗ mặt mà bị tác động bởi gió thì sẽ bị tứ mưa tạt gió, mưa giờ tạt cái đường. Một chuyện viện thăm ngôi làng này sẽ cho chúng ta nhiều khám phá thú vị. Trước hết, hãy nói về người yên nghỉ dưới ngôi mộ này là bà Hồ Thị Hoa. Bà quê huyện Bình An, Biên Hòa, là con gái của Phúc Quốc Công Hồ Văn Bôi. Năm 1806, tròn 16 tuổi, bà được vua Gia Long và Thuần Thiên Cao Hoàng hậu chọn cưới làm vợ hoàng tử Nguyễn Phúc Đảm, tức vua Minh Mạng sau này. Năm sau, bà hạ sinh hoàng tử Nguyễn Phúc Miên Tông, tức vua Thiệu Trì, được 13 ngày thì mất. Trong số những bà hoàng triều Nguyễn thì cuộc đời của bà Hồ Thị Hoa là ngắn ngủi nhất. Theo Đại Nam Liệt Truyền, bà là người trinh thuần, hiếu kính, được cha mẹ chồng hết mực yêu quý. Tên bà là Hoa, vua Gia Long cho rằng chỉ có nghĩa hương thơm nên ban tên mới cho bà là Thực, có nghĩa gồm cả quả phúc. Đây là một cái khu lăng mộ của một bà hoàng hậu người triều Nguyễn. Nó là một trong số những cái lăng của cái loại hình kiến trúc không nhiều lắm do lăng mộ của các hoàng hậu. Nhưng đây lại là cái lăng mộ của một vị hoàng hậu mà được triều Nguyễn rất là coi trọng. Năm 1841, hoàng tử Nguyễn Phúc Miên Tông lên ngôi, lấy niên hiệu là Thiệu Trì. Nhà vua đã truy tôn mẹ mình là Tả Thiên Nhân Hoàng hậu và cho xây dựng lăng, đặt tên là Hiệu Đông. Lăng được xây khá quy mô, nhưng điều làm nên sự khác biệt giữa lăng Hiệu Đông với lăng mộ của những bà hoàng triều Nguyễn khác, đó là cách thức trang trí. Ở đây, vua Thiệu Trì không dùng hình chim phụng để trang trí, được xem là biểu tượng của các bà hoàng, mà dùng hình rồng năm móng, vốn chỉ dành riêng cho vua.
Sự phá vỡ quy định này đã nói lên tấm lòng tha thiết của vua Thiệu Trì dành cho người mẹ vắng số của mình. Các bạn đã nhìn thấy là nắm bóng, thì điều này nó cũng nói lên cái tấm lòng thiết tha yêu mến người mẹ của vua Thiệu Trì, và nó thể hiện một cái tấm lòng trân trọng đáng quý. Có lẽ trong những cái tình cảm riêng tư ấy mà vua Thiệu Trì đã cho chọn lại những cái hình tượng mà có thể có người khác nói rằng là nó đi vượt cái điện chế của hoàng triều. Cái lăng này rồi cũng nằm trong một cái quần sơn của Cứ Chảnh, nó xa xôi, không phải là cái dễ gặp dễ thấy, cho nên có lẽ là cũng không có vấn đề gì để mà suy nghĩ nhiều. Hình tượng Long Ngận Vân rồi thì diễn tả rồng năm móng một cách rõ ràng, kỹ càng, chứ không phải là mờ ảo và giấu trong các lăng mây như là lăng Thuần Thiên. Tất cả những hình ảnh rồng năm móng ở đây và kể cả những biến thể của rồng và trên các cái bề hương án hay là trên các cái đế của các bình phong, rồi là sự chuyển đổi trên trang trí của cổng chính thì đều cho thấy rằng là nó có những cái phong thái, cách thức diễn tả riêng, đặc biệt là về mật độ đường nét. Nó làm cho khi chúng ta nhận ra rằng là sự tập trung cao độ của các nghệ nhân và sự chỉ đạo rất là sâu sát, theo dõi rất kỹ của các vua quan triều Nguyễn đối với xây dựng lăng này. Với lăng Hiểu Đông, điều đặc biệt còn đến từ kết cấu của lăng. Hai bức bình phong trước và sau mộ đều được xây bằng đá. Đó là một sự hiếm hoi. Hoa văn trang trí ở đây là hình rồng được cắt điều từ nhiều hình dáng như lá hỏa rồng, sóng mây long ẩn, kết hợp hoa lá uốn lật mềm mại, nét khắc rất mạnh, tinh xảo. Hình rồng ở đây với sự căng mình của thân và vảy đang xen, sắc sảo và biến hóa, cho các nhà nghiên cứu củng cố thêm kết luận về nghệ thuật chạm khắc đá dưới thời Thiệu Trì có sự đa dạng về kiểu thức, khác biệt, tinh tế và rất phong phú. Tại cái lăng Hiểu Đông chúng ta sẽ tìm được rất nhiều các cái đặc trưng kiến trúc của một cái khu lăng mà có cái phong cách rất nổi bật của thời Thiệu Trì và đầu thời Tự Đức, đặc biệt là các cái điêu khắc trên đá của bình phong, một số các cái chi tiết rất là đặc biệt mà tôi cho rằng nếu mà trong cái so sánh về mặt mỹ thuật thì chúng ta có thể xem đây là một trong những cái lăng mộ mà có cái giá trị tương đối điển hình. Khi nghiên cứu về nghệ thuật chạm khắc đá thời Nguyễn, các nhà nghiên cứu không thể bỏ qua xương lăng, tức là lăng vua Thiệu Trì. Với hình tượng rồng được chạm khắc trên đá, thì rồng ở lăng Thiệu Trì được xem là tiêu biểu cho rồng đá thời Thiệu Trì, Tự Đức sau này. Nhiều nhà nghiên cứu trẻ cũng đã chọn đề tài này để tìm hiểu về nghệ thuật chạm khắc đá trong kiến trúc cung đình Nguyễn. Những khám phá từ lăng Hiểu Đông đã cho họ những bất ngờ, làm thay đổi những kiến thức tưởng như đã trở thành quy củ. Lâu nay trong cái tâm thức quan điểm chung thì đều nghĩ phùng là hiện tượng biểu hiện các ba, và người ta chỉ cần nhìn vào cái khối kiến trúc thôi, chỉ nhìn hiện tượng mật độ phùng là biết ngay là danh các ba thôi. Nhưng mà nếu đến đây mà vẫn đem theo cái quan niệm và cái suy nghĩ vậy là chúng ta sẽ nhầm. Nếu mà nghiên cứu giáo điều thì sẽ sai lầm, và đây là một trong những cái mà làm cho giới nghiên cứu giật mình. Còn có thêm một điều hiếm thấy ở lăng Hiểu Đông. Đó là huyền cung được xây hoàn toàn bằng chất liệu đá.
hai đầu hồi trang trí hình dơi ngậm vòng tròn, tượng trưng cho đồng tiền và sự viên mãn. Trên mái đã trang trí hình đuôi và vẫy rồng cách điệu. Bề thờ cũng được làm bằng đá với các hoa dây chuyển tiếp, sinh động, đa dạng, nhưng vẫn theo kiểu thức tạo bề đá chung đã có từ thời đầu triều Nguyễn. Trong cái con đường, cái hành trình khám phá của tôi cũng như là quá trình nghiên cứu thì tôi muốn vận dụng hết tất cả những cái họa tiết hoa văn trang trí này và vào một cái một số cái học phần trang trí cũng như là nghiên cứu vốn cổ, và để cho giúp cho sinh viên thứ nhất là nó có được, nó hình thành được cho trong cái tiềm thức của nó là về cả cái giá trị hoa văn trang trí tạo hình cổ và trong cái đời sống hiện đại hôm nay, và các em có thể vận dụng vào được trong những cái môn học của mình trong quá trình sáng tạo nghệ thuật. Đến thăm Lăng Hiểu Đông, cuộc đời bà Hồ Thị Hoa và tuổi thơ của vua Thiệu Trì lại hiện về qua ngôi mộ của người vũ nuôi nhà vua ở bên trái của lăng. Bà vũ nuôi được chôn cất trong khu vực này là một sự ưu ái, ghi nhớ công ơn của vua Thiệu Trì. Phải rất thương mẹ mới có những nghĩa cử tri ân sâu sắc như vậy. Ngày tên lăng là Hiểu Đông cũng gợi nhiều ý nghĩa về sự hiểu thảo. Trong cái mặt tình cảm của vua Thiệu Trì, có lẽ là xem như là cha mẹ như trời biển, có một cái sự tương đồng. Bên này Hiểu Lăng, cái bên kia vị trí xa hơn về phía đông của Hiểu Lăng thì gọi là Hiểu Đông Lăng. Tên là Lăng Hiểu Đông thì trong cảm giác của tôi nó có một cái tiềm thức rằng là cái từ Hiểu Đông nó vừa là hiểu nghĩa, nó vừa là một cái vân sáng. Với những cái hiểu tình cảm, hiểu nghĩa và sự trân trọng như vậy thì vua Thiệu Trì muốn khẳng định rằng với người mẹ mất sớm của mình thì luôn luôn có mà vua bên cạnh. Con rồng này chính là biểu thị cho sự có mặt của vua Thiệu Trì, sự chứng giám, và đó là điều để cho tất cả mọi người phải kính cẩn noi theo và ngưỡng vọng trước tất cả những giá trị và cuộc đời của bà Hồ Thị Hoa. Cuộc đời bà Hồ Thị Hoa còn được nhắc đến nhiều khi các học giả nghiên cứu về sự kiêng kỵ tên hủy dưới triều Nguyễn. Thương xót người con dâu số phận ngạn ngùi, vua Gia Long đã xuống dụ cầm triều đình và bà tánh dùng chữ Hoa. Vì thế mà chợ Đông Hoa thành chợ Đông Ba, tỉnh Thanh Hoa thành tỉnh Thanh Hóa, cầu Hoa bắc qua rạch Thị Nghè đổi thành cầu Bông, điều hát Hoa Tình thành Huê Tình, Hoa Lợi thành Huê Lợi, Hoa Viên thành Huê Viên. Trong quần thể di tích lăng tẩm triều Nguyễn, lăng Hiểu Đông cùng với lăng mộ của nhiều bà hoàng triều Nguyễn có thể hợp thành một tour du lịch với nhiều khám phá thú vị. Lăng Hiểu Đông với cái vị trí của nó và với những cái giá trị của nó thì hoàn toàn có thể xứng đáng trở thành một cái điểm đến rất là hấp dẫn cho du khách. Bởi vì trong cái cụm các cái công trình kiến trúc liên tục từ khu vực lăng Tự Đức, lăng Đồng Khánh qua đồi Vọng Cảnh nối trực tiếp với lăng Hiếu Đông, rồi lăng Vua Thiệu Trị, lăng Bà Từ Dũ, rồi lăng Cơ Thánh và điện Hòn Chén. Có thể nói đây là một trong những cái cụm di tích mà tương đối dày đặc mà mang những cái giá trị rất là phong phú của kiến trúc mỹ thuật triều Nguyễn trong cái giai đoạn từ thời Thiệu Trị đến thời Tự Đức. Thăm lăng Hiếu Đông, tấm lòng hiểu thảo của vua Thiệu Trì đã làm sống lại cuộc đời ngắn ngủi của người mẹ thân yêu của mình. Tên bà Tả Thiên Nhân Hoàng Hậu không chỉ xuất hiện trong dòng chảy chính sử, mà những khám phá mới tại lăng Hiểu Đông hôm nay đã ghi thêm trường hợp đặc biệt về ý nghĩa biểu tượng rồng năm móng.
về nghệ thuật chạm khắc đá thời Nguyên. Những khám phá ấy đã góp phần làm nổi bật tính đa dạng, phong phú và đặc sắc của mỹ thuật thời Nguyên.